Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 16, phẩm hạnh thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 2. Lại nữa, thiện nam tử, trong thành Xá Vệ có người phụ nữ thuộc dòng Bà La Môn, họ Bà Tư Trá. Chỉ có duy nhất một đứa con trai rất mực yêu thương, nhưng nó lại bị bệnh chết đi. Lúc ấy, sự buồn rầu độc hại xâm chiếm trong lòng khiến người đàn bà ấy cuồng loạn mất cả bản tánh. Bà lõa lồ hình thể, không biết xấu hổ, đi đến các ngã tư đường kêu khóc thất thanh rằng: con ơi, con đi đến chốn nào? Bà đi khắp trong thành ấp, không biết mệt mỏi. Người đàn bà này đã từng ở nơi chư Phật trước đây, trồng các căn lành. Thiện nam tử, ta đối với người đàn bà ấy liền khởi tâm từ thương xót. Ngay lúc ấy, bà liền được nhìn thấy ta, lại tưởng ta là con của bà. Tâm trí liền tỉnh táo trở lại như xưa, chạy đến ôm lấy thân ta, hôn vào miệng ta. Bây giờ ta bảo thì giả A Nan: ông hãy mang y phục lại đây cho người phụ nữ này mặc. Khi bà mặc y phục vào rồi, ta liền vì bà ấy mà thuyết giảng mọi điều cốt yếu trong pháp Phật. Người đàn bà ấy nghe pháp xong, sanh tâm vui vẻ phấn khích, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta thật chẳng phải là con của bà ấy, bà chẳng phải mẹ ta, cũng chẳng có việc đến ôm ta. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do xuất thiện căn lành của tâm từ khiến cho người đàn bà ấy thấy có những sự việc như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, trong thành Ba La này có một người nữ cư sĩ tên là Maha Tư Na Đạt Đa. Trong quá khứ đã từng trồng các căn lành trước vô lượng chư Phật. Người nữ cư sĩ ấy có phát nguyện được phụng thí thuốc thang cho những vị tăng đau ốm trong thời gian 90 ngày nhập hạ. Lúc ấy, trong chúng tăng có một thầy tỳ kheo bệnh nặng. Thầy thuốc xem mạch bảo rằng nên dùng món thịt làm thuốc, nếu được ăn thịt sẽ khỏi bệnh, nếu không ăn thịt thì chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Lúc ấy, người nữ cư sĩ nghe được lời nói của thầy thuốc, liền mang vàng đi khắp từ chợ búa đến làng quê, lớn tiếng hỏi rằng: ai có bán thịt không? Tôi dùng vàng để mua, nếu ai bán thịt tôi sẽ đổi ngang bằng số vàng. Cô đi khắp cả thành thị nhưng chẳng tìm được ai bán thịt cả. Người nữ cư sĩ ấy liền tự tay cầm dao cắt thịt ở đùi mình, nấu chín với nhiều thứ gia vị thơm tho, rồi đem dâng cho thầy tỳ kheo bị bệnh. Tỳ kheo ấy ăn xong liền được khỏi bệnh. Nhưng rồi chỗ vết thương của người nữ cư sĩ ấy lại hóa thành ghẻ độc, đau đớn khổ não không chịu nổi. Cô liền lớn tiếng niệm rằng: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Lúc ấy, ta đang ở thành Xá Vệ, nghe tiếng niệm Phật ấy liền khởi tâm đại từ đối với người nữ cư sĩ ấy. Cô ấy liền nhìn thấy ta, cầm thuốc hay đến thoa phết lên ghẻ độc.
khiến cho da thịt trở nên lành lặn như cũ. Ta liền vì cô ấy mà thuyết pháp. Nghe pháp xong, cô ấy sanh lòng vui vẻ, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta thật không hề đến thành Ba La này, cũng không hề dùng thuốc thoa phết lên kẻ độc cho người nữ cư sĩ ấy. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do sức căn lành của tâm từ khiến người nữ cư sĩ ấy thấy có những sự việc như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, điều đạt là kẻ xấu ác, lòng tham không biết đủ, ăn quá nhiều chất bơ sữa nên nhức đầu đau bụng, hết sức khổ não, không sao chịu đựng nổi, mới niệm rằng Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Lúc ấy ta đang ở tại thành Ưu Thiền Ni, nghe tiếng niệm Phật ấy liền sanh tâm từ. Bấy giờ Điều Đạt liền nhìn thấy ta đến đó, lấy tay xoa đầu, xoa bụng và đưa thuốc muối cho, bảo phải uống vào. Uống xong liền bình phục. Thiện nam tử, ta thật ra không hề đến chỗ của Điều Đạt, cũng chẳng hề xoa đầu, xoa bụng và đưa thuốc bảo uống. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do sức căn lành của tâm từ khiến cho Điều Đạt thấy có những sự việc như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ở nước Kiều Tác La có một bọn cướp đến 500 tên. Bọn chúng cướp đoạt của cải, gây hại rất nhiều. Vua Ba Tư Nặc lấy làm lo ngại vì sự hoành hành bạo ngược của chúng, liền sai quân binh vây bắt. Bắt được rồi móc mắt cả bọn, mang bỏ vào một nơi rừng rậm đen tối. Bọn cướp ấy vốn trước đây đã từng trồng căn lành nơi chư Phật quá khứ. Khi bị móc mất mắt rồi, họ hết sức đau đớn khổ sở, cùng nhau kêu lên rằng Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, nay chúng tôi không có ai cứu giúp. Họ khóc lóc kêu than như vậy. Lúc ấy ta ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, nghe tiếng than khóc ấy liền sanh tâm từ. Bấy giờ liền có cơn gió mát thổi các thứ hương thuốc từ trong hương sơn đến xông đầy vào mắt những người ấy. Không bao lâu họ liền được sáng mắt trở lại như trước. Bọn cướp ấy mở mắt ra liền nhìn thấy Như Lai đứng trước họ vì họ mà thuyết pháp. Nghe pháp rồi liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta thật không hề làm ra gió thổi các thứ hương thuốc trong hương sơn, cũng không hề đứng trước những người ấy mà thuyết pháp cho họ nghe. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do sức căn lành của tâm từ khiến cho bọn cướp ấy thấy có những việc như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Thái tử Lưu Ly vì ngu si nên phế truất vua cha, tự mình lên ngôi, lại nhớ tới thù hận xưa nên tàn hại rất nhiều người họ thích. Bắt 1,000-2,000 phụ nữ họ thích mà cắt tay, xẻo mũi, chặt đứt tay chân và xô nhào xuống hầm hố. Bấy giờ những người phụ nữ ấy thân chịu khổ não, cùng nói ra lời này: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, nay chúng tôi chẳng có ai cứu giúp. Rồi lại kêu gào than khóc lớn hơn. Những người phụ nữ này trước đã từng trồng các căn lành nơi chư Phật quá khứ. Lúc ấy ta ở tại Trúc Lâm, nghe tiếng than khóc liền khởi tâm từ. Những người phụ nữ ấy liền nhìn thấy ta đến thành Ca Tỳ La, dùng nước rửa vết thương cho họ rồi dùng thuốc đắp lên. Không bao lâu họ liền hết đau đớn, tay, mũi, tay, chân đều được lành lại như cũ. Lúc ấy ta vì họ mà thuyết giảng những lẽ cốt yếu của pháp Phật, khiến cho tất cả cùng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ liền tìm đến chỗ bà Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo
để xuất gia thọ giới cụ túc. Thiện nam tử, Như Lai lúc ấy thực không có đến thành Ca Tỳ La, cũng không hề dùng nước rửa vết thương, đắp thuốc cho dứt sự đau khổ. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do sức can lành của tâm từ khiến những người phụ nữ ấy thấy có những sự việc như vậy. Các tâm bi, tâm hỷ cũng có vô lượng thần thông như vậy. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên sự suy xét của vị Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tâm từ là chân thật, chẳng phải hư dối. Thiện nam tử, nói là vô lượng tức là không thể nghĩ bàn. Những việc làm của vị Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Những việc làm của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng không thể nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, khi Bồ Tát Ma Ha Tát đã tu tập các đức từ bi hỷ thì được trụ ở các địa vị cực ái nhất tử. Thiện nam tử, vì sao địa vị ấy gọi là cực ái lại gọi là nhất tử? Thiện nam tử, ví như cha mẹ khi thấy con mình được yên ổn thì trong lòng hết sức vui vẻ. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị này cũng giống như vậy, xem tất cả chúng sanh đều như đứa con duy nhất của mình. Khi thấy chúng sanh tu thiện thì trong lòng hết sức vui vẻ. Vì thế nên địa vị này gọi là cực ái. Thiện nam tử, ví như cha mẹ thấy con bệnh hoạn thì sanh tâm khổ não, thương xót nên buồn rầu, không hề xa rời. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị này cũng giống như vậy. Khi thấy các chúng sanh bị bệnh phiền não trói buộc, bức thiết thì trong lòng buồn khổ, lo nghĩ như con mình. Các lỗ chân lông trên thân thể đều ứa máu. Vì thế nên địa vị này gọi là nhất tử. Thiện nam tử, như trẻ con lúc còn thơ dại bốc lấy những thứ đất cục, phẫn dơ, gạch ngói, xương khô, nhánh cây vân vân mà đưa vào miệng. Cha mẹ thấy vậy sợ con mắc bệnh liền dùng tay trái mà giữ đầu, tay phải móc lấy những thứ ấy ra. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị này cũng giống như vậy. Thấy chúng sanh pháp thân chưa tăng trưởng, có người dùng thân khẩu ý tạo nhiều nghiệp bất thiện. Bồ Tát thấy vậy rồi ác phải dùng bàn tay trí tuệ mà đánh bạc những nghiệp bất thiện ấy ra, không muốn cho những chúng sanh ấy phải lưu chuyển trong sanh tử chịu những khổ não. Vì thế nên địa vị này gọi là nhất tử. Thiện nam tử, ví như khi đứa con thương yêu chết đi, cha mẹ hết sức sầu não, muốn cùng chết theo. Bồ Tát cũng vậy, thấy những kẻ nhất xiển đề đọa vào địa ngục, cũng nguyện cùng sanh vào địa ngục với họ. Vì sao vậy? Nếu những kẻ nhất xiển đề này trong khi thọ khổ có sanh lòng hối cải, Bồ Tát liền vì họ mà thuyết pháp, khiến họ được sanh một niệm căn lành. Vì thế nên địa vị này gọi là nhất tử. Thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con, dù đứa con ấy đang ngủ hay thức, bậc cha mẹ trong khi đi đứng ngồi nằm vân vân, trong lòng vẫn luôn nhớ nghĩ đến con. Nếu đứa con ấy có gây ra tội lỗi thì khéo dùng lời dạy dỗ, không làm tăng thêm điều xấu ác của nó. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng giống như vậy. Khi thấy chúng sanh đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hoặc sanh ra trong cõi người, cõi trời, làm ra những việc thiện ác, trong lòng Bồ Tát thường luôn nhớ nghĩ đến, không hề buông bỏ. Nếu chúng sanh làm những việc ác cũng chẳng bao giờ sanh lòng giận dữ, làm cho điều ác của họ tăng thêm. Vì thế nên địa vị này gọi là nhất tử. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như chỗ Phật thuyết dạy thật rất sâu kín,
con này trí tuệ cạn cợt, làm sao có thể hiểu thấu được. Nếu như các vị Bồ Tát trụ ở địa vị nhất tử có thể được như vậy, tại sao Như Lai thuở xưa làm quốc vương còn là Bồ Tát lại dứt mạng sống của các thầy Bà La Môn kia? Nếu đạt được địa vị ấy, ắt phải hộ niệm cho người ấy. Còn như chưa đạt được, vậy do nhân duyên gì mà tạo tội giết người, lại không đọa vào địa ngục? Nếu Như Lai xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng như con một của Ngài là La Hầu La, vì sao lại hướng về Đề Bà Đạt Đa nói ra lời này? Ông là kẻ ngu si, không biết xấu hổ, ăn đàm giải của người khác, khiến cho Đề Bà Đạt Đa nghe rồi sanh lòng sân hận, khởi tâm bất thiện, làm thân Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa làm việc ác ấy rồi, Như Lai lại báo trước rằng ông sẽ đọa địa ngục chịu tội trong một kiếp. Bạch Thế Tôn, những lời nói như vậy sao có thể không trái nghĩa nhau? Thế Tôn, ông tu Bồ Đề trụ ở hư không địa, mỗi khi muốn vào thành khất thực thì trước hết cần phải quán sát lòng người. Nếu có người nào sanh lòng ganh ghét với ông thì ông dừng lại chẳng đi, cho dù đói lắm cũng không đi khất thực. Vì sao vậy? Ông tu Bồ Đề thường nghĩ rằng: ta nhớ lại thuở xưa, đối với bậc Phước Điền ta có sanh ra một niệm ác, do nhân duyên ấy phải đọa vào địa ngục lớn, chịu đủ mọi cảnh khổ. Này ta thà chịu đói suốt ngày không ăn, cũng không muốn để cho kẻ khác đối với ta khởi lòng ganh ghét mà phải đọa vào địa ngục chịu nhiều khổ não. Ông ấy lại nghĩ rằng: nếu có chúng sanh không ưa thấy ta đứng thì ta sẽ trọn ngày ngồi không đứng dậy. Nếu có chúng sanh không ưa thấy ta ngồi thì ta sẽ đứng yên trọn ngày không thay đổi, ngồi xuống. Đối với những việc đi lại hay nằm xuống cũng vậy. Ông tu Bồ Đề vì giúp đỡ chúng sanh còn khởi tâm được như vậy, huống chi là vị Bồ Tát sắp thành Phật. Nếu là Bồ Tát đạt được địa vị cực ái nhất tử, vì duyên cớ gì Như Lai lại nói ra lời thô nặng ấy, khiến cho chúng sanh khởi tâm ác độc nặng nề? Phật dạy: thiện nam tử, nay ông không nên dặn hỏi theo cách như thế, cho rằng Phật Như Lai đã gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có việc con muỗi dùng dòi hút cạn nước biển, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có những việc như toàn cõi đất này hóa thành không màu sắc, nước đổi tánh thành khô, lửa chuyển thành lạnh, gió lại là đứng yên. Tam bảo tánh Phật cùng với hư không đều là vô thường, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có những việc như kẻ phạm bốn tội nghiêm trọng, kẻ nhất xiển đề cùng kẻ tỳ bán chánh pháp mà ngay trong đời này được thành tựu mười sức, được đức không sợ sệt, được 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có việc hàng thanh văn và bích chi Phật là thường trụ không biến đổi, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có việc các Bồ Tát ở địa vị thập trụ mà phạm bốn tội nghiêm trọng, làm kẻ nhất xiển đề phỉ báng chánh pháp, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, dĩ như có việc hết thảy vô lượng chúng sanh đều dứt mất tánh Phật, hoặc Như Lai sẽ buông bỏ tất cả mà vào niết bàn, cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử,
Dĩ như có những việc như giăng lưới bắt giữ được gió, dùng răng cắn dở được sắt thép, dùng móng tay cào nát được núi tu di vân vân. Cũng không bao giờ có việc Như Lai gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, thà chịu sống chung một chỗ với rắn độc, hoặc đưa hai tay vào hàm sư tử đói, hoặc tấm cả thân hình trong than hồng Khư Đà La. Chứ đừng bao giờ nói rằng Như Lai Thế Tôn gây ra nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thiện nam tử, Như Lai quả thực có thể vì chúng sanh mà dứt trừ phiền não, chứ không bao giờ lại tạo ra nhân phiền não. Thiện nam tử, như ông nói rằng Như Lai xưa kia có giết một thầy Bà La Môn. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát cho đến con kiến còn không cố ý giết, huống gì lại giết những người Bà La Môn. Bồ Tát thường dùng đủ mọi phương tiện bố thí rộng rãi cho chúng sanh được thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, khi bố thí món ăn, tức là thí cho mạng sống, Bồ Tát Ma Ha Tát trong thực hành bố thí Ba La Mật thường thí cho chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, tu giới không giết hại thì được thọ mạng lâu dài. Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi thực hành trì giới Ba La Mật là đã thí cho tất cả chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, giữ cho lời nói không có lỗi thì được thọ mạng lâu dài. Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi thực hành nhẫn nhục Ba La Mật thường khuyên chúng sanh đừng khởi tư tưởng oán thù, dành lẽ phải cho người khác, nhận chỗ sai về mình, không tranh giành kiện tụng thì được thọ mạng lâu dài. Cho nên Bồ Tát trong khi thực hành nhẫn nhục Ba La Mật là đã thí cho chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, tinh cần tu thiện thì được thọ mạng lâu dài. Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi thực hành tinh tấn Ba La Mật thường khuyên chúng sanh siêng năng tu tập pháp lành. Chúng sanh làm theo như vậy liền được thọ mạng vô lượng. Vì thế, Bồ Tát trong khi thực hành tinh tấn Ba La Mật là đã thí cho chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, tu phép nhiếp tâm thì được thọ mạng lâu dài. Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi thực hành thiền Ba La Mật thường khuyên chúng sanh tu tập tâm bình đẳng. Chúng sanh làm theo như vậy liền được thọ mạng lâu dài. Vì thế, Bồ Tát trong khi thực hành thiền Ba La Mật là đã thí cho chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, không buông lung phóng túng đối với các pháp lành thì được thọ mạng lâu dài. Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi thực hành trí tuệ Ba La Mật khuyên các chúng sanh chẳng sanh tâm phóng túng buông lung đối với các pháp lành. Chúng sanh làm theo như vậy rồi, nhờ nhân duyên ấy liền được thọ mạng lâu dài. Vì thế, Bồ Tát khi thực hành trí tuệ Ba La Mật là đã thí cho chúng sanh thọ mạng vô lượng. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát đối với chúng sanh không bao giờ lại đoạt lấy mạng sống. Thiện nam tử, ông vừa hỏi rằng khi giết những người Bà La Môn kia, ta có đạt được địa vị cực ái nhất tự ấy hay không? Thiện nam tử, khi ấy ta đã đạt được địa vị ấy rồi, vì lòng thương tưởng nên mới dứt mạng sống của những người Bà La Môn ấy, chẳng phải vì lòng ác. Thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con, tình thương rất nặng, nhưng đứa con ấy phạm vào phép quan, bấy giờ cha mẹ vì khiếp sợ mà đuổi đi hoặc giết chết. Tuy là đuổi đi hoặc giết chết nhưng không có lòng ác. Bồ Tát Ma Ha Tát vì hộ trì chánh pháp lại cũng như vậy. Nếu có những chúng sanh bán bổ đại thừa liền dùng roi mà đánh, làm cho họ khổ sở để trừng trị, hoặc giết chết họ là muốn cho họ sửa đổi việc cũ
tu tập theo pháp lành. Bồ Tát thường suy nghĩ rằng, do nhân duyên gì có thể khiến cho chúng sanh phát khởi lòng tin? Tùy theo phương tiện nên bắt buộc phải làm như vậy. Những người Bà La Môn sau khi chết sanh vào địa ngục A Tỳ liền có ba ý nghĩ. Một là tự nghĩ rằng, ta từ đâu sanh vào nơi này? Tức thì tự biết là đã từ cõi người mà đến. Hai là tự nghĩ rằng, nơi ta hôm nay sanh ra là xứ sở nào? Tức thì tự biết đó là địa ngục A Tỳ. Ba là tự nghĩ rằng, do nghiệp duyên gì mà ta sanh đến chốn này? Tức thì họ tự biết rằng, do nhân duyên không có lòng tin nơi Tam Bảo, Bán Bổ Kinh Điển, Phương Đẳng Đại Thừa mà bị nhà vua giết chết, mới sanh đến chốn này. Suy nghĩ đến sự việc như thế rồi, họ liền sanh lòng tin kính đối với Kinh Điển Phương Đẳng Đại Thừa. Không bao lâu sau, họ chết đi, liền được sanh về thế giới của Đức Như Lai Cam Lộ Cổ. Thọ mạng ở thế giới ấy dài đủ 10 kiếp. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên thuở xưa chính ta đã thí cho những người ấy thọ mạng dài 10 kiếp, sau lại gọi là giết hại. Thiện nam tử, như có người làm những việc đào đất, cắt cỏ, đốn cây, chém đứt xác chết, mắng chửi, đánh đập xác chết, do nghiệp duyên ấy có đọa vào địa ngục hay chăng? Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, theo như chỗ con hiểu ý nghĩa lời Phật dạy thì họ phải đọa vào địa ngục. Vì sao vậy? Khi xưa Phật có vị hàng thanh văn mà thuyết pháp rằng: Tỳ kheo các ông, cho đến đối với những cây củi cũng đừng sanh lòng ác. Vì sao vậy? Hết thảy chúng sanh đều do lòng ác mà phải đọa vào địa ngục. Lúc ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, như lời ông nói đó, nên khéo gìn giữ làm theo. Thiện nam tử, nếu do lòng ác mà phải đọa vào địa ngục thì Bồ Tát thuở ấy thật không có lòng ác. Vì sao vậy? Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả chúng sanh, cho đến loài sâu kiến, cũng đều sanh lòng thương xót, muốn làm lợi ích. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát khéo biết các nhân duyên, phương tiện. Bồ Tát dùng sức phương tiện muốn cho chúng sanh gieo trồng các căn lành. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên thuở xưa ta đã dùng phương tiện khéo léo, tuy giết chết những người Bà La Môn nhưng không có lòng ác. Thiện nam tử, theo giáo pháp của đạo Bà La Môn thì dù giết chết những con kiến chất đầy 10 cổ xe cũng không có tội báo. Nếu giết chết mà chở đầy đến 10 cổ xe các loài mũi mòng, chí rận, mèo, chồn, sư tử, cọp, sói, gấu, gấu ngựa, các loài trùng độc, thú dữ, cùng với các loài có thể làm hại chúng sanh, hoặc đoạt mạng những quỷ thần, la sát, câu bàn trà, ca la, phủ đơn na. Những loài quỷ thần điên cuồng nóng nảy có thể gây sự nhiễu hại cho chúng sanh, cũng đều không có tội báo. Nếu giết người ác thì có tội báo. Giết rồi mà không hối tiếc thì phải đọa cảnh ngạ quỷ. Nếu có thể sám hối trong 3 ngày không ăn thì tội ấy tiêu diệt không còn gì cả. Nếu giết bậc hòa thượng làm hại cha mẹ, phụ nữ hay trâu bò thì sẽ phải đọa vào địa ngục trong vô số ngàn năm. Thiện nam tử, Phật và Bồ Tát biết rõ việc giết hại có 3 mức độ: nặng, rất nặng và nặng nhất. Mức độ nặng là nói việc giết hại từ loài sâu kiến cho đến hết thảy các loài súc sanh, chỉ trừ Bồ Tát Thị Hiện sanh trong các loài ấy. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát vì nhân duyên phát nguyện nên có khi thị hiện thọ thân súc sanh.
giết hại các loài như vậy gọi là nhân duyên giết hại ở mức độ nặng, phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chịu đủ những nỗi khổ não nặng nề. Vì sao vậy? Vì các loài súc sanh ấy vẫn có căn lành, dù là rất nhỏ, nên kẻ giết hại chúng phải chịu đủ tội báo. Đó gọi là giết hại ở mức độ nặng. Giết hại ở mức độ rất nặng là nói việc giết hại từ những kẻ phàm phu cho đến người đắc quả A-na-hàm. Đó gọi là giết hại ở mức độ rất nặng. Vì nghiệp nhân ấy phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chịu đủ các nỗi khổ ở mức độ nặng nề hơn so với mức nặng. Đó gọi là giết hại ở mức độ rất nặng. Giết hại ở mức độ nặng nhất là nói việc giết hại từ cha mẹ mình cho đến các bậc A-la-hán, Phật Bích Chi và những người quyết định sẽ là Bồ-Tát. Đó gọi là giết hại ở mức độ nặng nhất. Vì nghiệp thân ấy phải đọa vào đại địa ngục A Tỳ, chịu đủ các nỗi khổ nặng nề nhất, đó gọi là giết hại ở mức độ nặng nhất. Thiện nam tử, nếu ai có thể giết kẻ nhất xiển đề thì không rơi vào ba mức độ giết hại kể trên. Thiện nam tử, những người Bà La Môn kia hết thảy đều là nhất xiển đề, dĩ như đào đất, cắt cỏ, chặt cây, chém đứt tử thi hoặc mắng chửi, đánh đập mà không khởi lòng ác thì không có tội báo. Giết kẻ nhất xiển đề cũng vậy, không có tội báo. Vì sao vậy? Những người Bà La Môn thậm chí chẳng có năm pháp như đức tin, vì thế có thể giết cũng không đọa vào địa ngục.